1 tới 15 nó sẽ vậy. Tôi làm trong buổi tham gia rất nhiều, cũng suy nghĩ bản thân mình. Bởi vì cứ nói câu là sẽ đắt show, cái tới hồi có show không kêu chị. Không, mà tên Đạt là coi như là nghệ sĩ kêu bằng là đắc sĩ. Đắt là đắt nhưng mà người ta cũng có thể che được chưa. Cỡ nào không cỡ không cỡ. Đây cái chuyến đi này mới ghê nè. Đây là bữa nay mấy tay. Bữa nay là 12 11 12 tay. 22 tây sáng tập cho dần trăng của nhạc xong 3 giờ bay ra Phú Quốc, tối hát Phú Quốc xong sáng bay về, về tập cho dần trăng của nhạc xong 2 giờ rưỡi bay ra Đà Lạt, sáng nay là 23 bay Đà Lạt, sáng 24 bay về. Tại ta làm giám khảo của tao 4 điểm số chứ. Mà chị nói chị là chị không nhận không ấy mà cứ không ấy thì ta nhận. Thật ra mình đi máy bay á, nó nhanh nhưng mà cái thời gian mà check in đồ rồi nó mệt mỏi lắm. Nhưng mà chị không đi thì giận chị. Nó sống cái tình cái nghĩa nó vậy với em chứ còn tiền bạc đâu có nhiều đâu. Đối với tiền bạc mà em thấy chị đi nhiều là vậy đó. Mà giờ còn bao nhiêu người chạy được như vậy, còn bao nhiêu người đâu kệ đi cái nào rút cổ ra cổ xương cứ làm bây giờ sao cả cái chuyện mà chị xin chị chạy, chị xin chị chạy mà nếu mà Tổ Nghiệp không cho chị chạy nữa thì chị đó trên sân khấu chứ đừng để cho chị nằm nữa để chị hả? Không có sao? Tao thấy rõ ràng nó quét nhà mày thấy chưa? Dạ không có. Còn sao đây? Đồ ăn này của con tao ăn mà con tao không ăn thì tao cho chó ăn chứ không thể đâu. Quét. Ai đào cái gì? Con đi ra. Đừng có lại gần đó, hôi hám lắm. Không có hôi. Mẹ đứng lên ấy với mẹ đi con, nghe lời mẹ thương đi mà. Con không nghe, con là ông trời mà con nói cái gì mẹ phải nghe chứ. Sao con phải nghe lời mẹ? Tại sao con lại cãi mẹ? Cũng là tại thằng này hết, cũng tại mày. Ai ơi, ra đây. Đừng có đánh nữa, ra đây. Đừng có đánh nữa. Tại mày, mày đó nghe mày. Mày dụ dỗ con tao. Tao nói thiệt với mày nha. Ở đây nè. Có ba ruột của mày vợ mày đánh linh vô đây. Có thầy ngồi ở dưới đó. Có bạn bè đồng nghiệp của mày. Tao không có dám làm gì nha. Chứ nếu không á mày ở ngoài kia là mày dắt bẻ. Cái đau lắm mà anh. Bây giờ kia là con lắm. Không có được đánh nữa, đánh đau lắm. Không đánh đau. Nè thầy tao không nè. Nè con đánh nè tao không. Tao không. Đi vô với má. Tao ngoại đánh người ta. Đi vô với má. Đồ thứ nghèo bạc rệt. Không biết thân. Nói đi. Nói đàng hoàng đó, đàng hoàng tao tán nữa. Thứ nhất là cho con, có nghĩa là con đi hát 10 năm nhưng mà chưa bao giờ ba má con được ngồi ở dưới đó xem con biểu diễn. Và hôm nay đúng 10 năm. Ngày 15 tháng 9 con bắt đầu đi hát và hôm nay là ngày 12 tháng 9 là có nghĩa là đúng 10 năm con đi làm nghề và cũng là ba má con mới được ngồi ở dưới đó chứng kiến con mình làm nghề. Và điều đặc biệt nữa là có những cây đa cây đề, các cô không ngại xa xôi, không ngại sức khỏe mà đến đây cũng giống như tất cả các anh chị, các em không ngại đường xá xa xôi. Có thể từ Hà Nội bay vào, từ miền Tây đi lên, tất cả mọi người đến đây là vì ở hiền gặp lành. Ân Thiên Vĩ xin nhận câu này và cảm ơn tất cả. Dạ, xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ lúc ban đầu của ca sĩ Ân Thiên Vĩ và sự đồng. đời liền. Đưa cho con đó là gì đó. Đây là nó có tiền đâu, đây tặng con. Bây giờ chị cô thấy á, chút xíu nó mặc đồ này. Nè, thay đồ nè. Cô thấy rồi. Rồi, con xin phép nha. Rồi, xin phép à. Rồi, một, một tấm đó nha. Chúc cho Ân Thiên Vĩ 10 năm coi như là vừa qua rồi, và 10 năm sắp tới đây, 20 năm sắp tới đây, 30 năm sắp tới đây, chạy show sắp mặt giống như cô Thanh Thanh vậy. Rồi, cô. Dạ. Còn ơi, cô Hằng luôn. Ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.